Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 27 tháng 10, ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kế Sách về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Tham dự còn có bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành có liên quan. Những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp huyện Kế Sách đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Qua đó, các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo trong huyện luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, các chính sách phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, giảm nghèo cho vùng đồng bào tôn giáo và nhân dân được thực hiện hiệu quả. Các chương trình dự án đầu tư cho vùng đồng bào tôn giáo triển khai đạt kết quả tốt. Vận động các tôn giáo mạnh thường quân tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, cứu trợ xã hội 15 tỷ đồng. Vận động chức sắc chức việc tín đồ tôn giáo xây dựng sửa chữa 57 căn nhà và xây dựng 63 cây cầu nông thôn. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện công tác tôn giáo trên địa bàn huyện thời gian qua, việc phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc, công tác phát triển Đảng trong đồng bào tôn giáo, công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác tôn giáo trên địa bàn huyện. Ông Dương Sà Kha đánh giá thống nhất cao kết quả đạt được của huyện và đề nghị địa phương khắc phục khó khăn và phát huy những kết quả đạt được để tiếp tục thực hiện tốt công tác tôn giáo trong thời gian tới. Chiều nay ngày 27 tháng 10, ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp với các sở ngành và địa phương có liên quan, nghe báo cáo đề án phát triển nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cuộc họp đã nghe báo cáo về đề án phát triển nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, đề án được triển khai tại 5 huyện thị xã nuôi tôm trọng điểm của tỉnh, gồm Trần Đề, Mỹ Xuyên, Cù Lao Dung, Long Phú và thị xã Vĩnh Châu. Đề án với mục tiêu chung nhằm xây dựng phương án để nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu tôm nước lợ đến năm 2025 theo hướng tăng năng suất, tăng hiệu quả sử dụng trên nền tảng của đất nông nghiệp, tiếp tục cơ cấu lại ngành tôm nước lợ theo hướng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ số, phát triển bền vững, tăng giá trị sản xuất ngành tôm nước lợ gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành hàng thủy sản của tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025 bình quân là 2,74% một năm và dự kiến đến năm 2023 đạt 5,1% một năm. Phấn đấu giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 hecta đất sản xuất nông nghiệp đến cuối năm 2025 đạt 250 triệu đồng một hecta. Phấn đấu đến cuối năm 2030 đạt tương ứng với tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2021-2030 đạt 5,4% một năm. Phấn đấu sản phẩm thu hoạch trên 1 hecta đất sản xuất nông nghiệp đến cuối năm 2030 đạt 290 triệu đồng một hecta. Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở ngành và địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Quốc Nam đã điều chỉnh thứ tự một số nội dung, câu từ cho phù hợp. Đồng thời, đề nghị ngành nông nghiệp cập nhật thêm số liệu kim ngạch xuất khẩu, lưu ý một số nội dung cần nghiên cứu thêm hoặc đề xuất thêm, nhất là cơ sở pháp lý, giải pháp của đề án. Đề nghị Sở Nông nghiệp và đơn vị tư vấn cần sớm hoàn thiện đề án trên cơ sở góp ý của các sở ngành để trình Ban cán sự Đảng trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tiểu ban An ninh trật tự đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8 và lễ hội Ốc Um Bóc Đuôi Gà Ngò Sóc Trăng khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 5 năm 2022. Đây là sự kiện quan trọng có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do đó, để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau những ngày diễn ra lễ hội, trưởng tiểu ban an ninh trật tự đã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các đơn vị thành viên trong tiểu ban, phối hợp chặt chẽ, kịp thời trao đổi thông tin giữa tiểu ban an ninh trật tự với các tiểu ban khác để chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thành phố Sóc Trăng là nơi trung tâm diễn ra các hoạt động của ngày hội và lễ hội. Tiểu ban an ninh trật tự đã chỉ đạo công an thành phố xây dựng phương án phối hợp bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự cho các hoạt động đi qua giao thông cũng như xử lý ùn tắc giao thông. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, quyết tâm bảo vệ cho sự kiện được diễn ra tuyệt đối an toàn.